Chào mừng em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em tất tật những cái máy mài của Decton với lại Hukan dùng pin nha anh em. Thì anh em coi cái anh em đang có nhu cầu phù hợp với bản nào thì anh em có thể liên hệ giùm em. Rồi thì tất cả những cái giá em báo trong cái clip hôm nay thì em sẽ đều hỗ trợ cái phí ship cho anh em. Ngoài ra thì những cái giá mà giá anh em nào mua thân máy thì anh em có thể liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em ghi bên góc phải màn hình ha. Thì em sẽ báo giá hoặc là em có thêm những cái phần hỗ trợ cho anh em nha. Rồi, thì đầu tiên thì em mới có cái này nè, đây là cái đồ chụp bụi của cái máy khoan nè, máy khoan bình thường anh em cái đồ này đồ chụp bụi nha, ví dụ anh em khoan bụi nó sẽ rớt vào đây, gọi là cốc hứng bụi á, đó, thì cái này lúc trước thì bên hãng không có bán ha, nhưng mà đợt này thì cái này bên mua bên Decton luôn nha anh em, thì mới mới vừa về có một ít ha, thì em cũng lấy được một số lượng ít, anh em nào có nhu cầu mua thì anh em có thể mua rồi em gửi kèm cho. Thì một cái cốc này á, thì giá của nó sẽ là 25 ngàn nha anh em, 25 ngàn ha. Cái kích thước của cái này để em đo cái kích thước của cái cốc bụi này cho anh em đó, đặc biệt là anh em nào mà làm ở nhà đó, cái chiều dài tổng thể của nó là khoảng tầm 10 cm ha, còn cái đường kính của nó đâu đó khoảng tầm 8 chấm hình như khoảng 8.5 cm, thì cái này đủ để anh em xài rồi. Ví dụ anh em khoan mà chọc cái mũi khoan vô như thế này nè đó, rồi anh em khoan vào thì bụi nó sẽ rớt vào trong này ha, bụi rớt vào trong này hết, anh em lật ngược lại đổ ra thôi. Rồi 25 ngàn một cái nha, anh em nào mua kèm thì em sẽ ship chung luôn cho đỡ mất cái phí ship ha. Những cái món nhỏ nhỏ này thì em sẽ không hỗ trợ phí ship nha, những cái máy lớn thì mới hỗ trợ, chứ cái này 25 ngàn nữa hỗ trợ phí ship nữa là lỗ luôn. Rồi em có thêm cái này là cái chuyển nguồn ha, chuyển nguồn từ 21V sang 220V, thì anh em có thể sử dụng sạc điện thoại hoặc là anh em sử dụng để xài cho cái modem wifi hoặc là xài đèn đều được ha. Cái này là 230 ngàn, bao ship cho anh em luôn. Rồi ok. Rồi bây giờ thì em sẽ đi vào chương trình của máy mài. Thì đầu tiên đó là con máy mài rất là nhỏ của Fridman ha. Con này mã của nó là con này là cái gì? AG55100BL ha. Thì con này vẫn là motor không than nha. Motor không than. Đó. Thì con này là con máy mài rẻ nhất của Decton hiện tại, rẻ nhất của Hukan hiện tại. Con này là Rickman, là thương hiệu con của Decton, thương hiệu con của Hukan nha anh em. Cốt M10 ha, mà motor không than. Tốc độ tối đa của con này lên tới là 7.500 vòng trên phút ha. Sản phẩm thì có bảo hành cho anh em là 6 tháng. Đó thì cái con này thì em cũng báo luôn là nó sẽ phù hợp với anh em làm về gia đình nha. Còn anh em công trình thì chắc là cố gắng thêm xíu tiền nữa anh em mua con máy nó chất lượng hơn chút xíu ha. Cái này giá nó rẻ quá nên là anh em xài gia đình lâu lâu anh em cắt rồi thì nó ok. Còn anh em cày cuốc thì em nghĩ là nâng cấp lên, nó thêm một ít tiền thôi thì nó sẽ gọi là nó hỗ trợ được cái công việc cho anh em tốt hơn. Thì thực ra những cái này hàng nó đều có bảo hành hết, nhưng mà thực tế là khi mà anh em sử dụng con máy mà anh em đem đi bảo hành, đặc biệt là những anh em nào công trình á, thì mỗi lần bảo hành thì anh em sẽ không có cái máy làm, thì nó rất là bất tiện. Còn nó khác với cái việc mà anh em xài gia đình, anh em xài gia đình ví dụ như thường anh em đem đi bảo hành thì anh em cũng không có bị nôn nóng ha, ví dụ như tầm một tuần thì anh em có thể là chờ được. Còn anh em làm công trình thì nhiều khi cái máy nó không có cái máy trong vòng vài ngày là anh em thấy nó mệt mỏi rồi đó, nên là em cũng khuyên là anh em nếu mà anh em mua xài cho công trình thì cố gắng lên một chút xíu giùm em đó. Còn con này nó sẽ phù hợp với gia đình, giá nó chỉ có 400 mấy chục ngàn thôi anh em, giá của con này là 490 ngàn nha đó. Nên là anh em có thể cân nhắc, anh em gia đình có thể cân nhắc mua 490 ngàn cái thân máy. Rồi đặc biệt là anh em mua kèm cái combo bao gồm một cục pin 3A xe tăng và một cái cục sạc này á, sạc S20 luôn á, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá 500 ngàn. Anh em lưu ý là cái giá 500 ngàn là em chỉ hỗ trợ cho anh em mua kèm cái máy, kèm với cái thân máy mài nha. Đó, thì sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 500 ngàn ha. Còn anh em nào mà mua kèm hai pin một sạc á, thì giá của nó em sẽ hỗ trợ cho anh em về giá là 850 ngàn. Đó, đó là cái giá em sẽ hỗ trợ cho anh em nha. Rồi ok, mài Gridman ha. Rồi anh em nào mà gọi là lên chút chút xíu nữa cũng là phân khúc xe gia đình luôn nha. Con này là con AG6400, thì cái con máy mài này thì nó được cái nó chạy khá nghe tiếng nó khá là êm ha. Và cái mẫu này hình như là bên hãng nó bỏ mẫu luôn hay sao á, hay là nâng cấp lên cái mẫu mà 6400 màu xám gì đó không biết. Con màu vàng này thì em còn một hai con gì đó, một hai con gì thôi nha anh em, chứ không còn nữa ha. Bên hãng nó cũng hết luôn rồi. Thì con này bán nhanh cho anh em cũng là hỗ trợ cho anh em giá là 490 ngàn luôn. Đó, hai con này đồng giá, anh em nào thích con màu vàng thì lấy con màu vàng. Anh em lưu ý con màu vàng này em chỉ còn một hai con gì thôi, hết rồi ha.
không còn nữa nha anh em. Rồi tiếp tục là qua con máy mài Hukan 6009 ha. Con 6009 này thì hiện tại là hình như là sắp tới rồi, bên hãng nó cũng không có về nữa luôn hay sao, em cũng không thấy cái thông tin về hàng của con này, nhưng mà kho em vẫn còn số lượng một ít ha. Thì con này thì nó sẽ có tính năng là tính năng gọi là chống sóc đĩa ha, kẹt đĩa nó tự ngắt anh em đó. Con này thì nó đầy đủ tính năng an toàn của con máy mài Hukan, thì nó cũng là màu dòng gọi là dòng màu xám khá là đẹp. Con này thì nó thời gian bảo hành của con này hình như là 6 tháng ha. Đúng rồi, hình như là 6 tháng thôi. Nó cũng là đường kính đĩa một tấc ha, motor không than. Nói chung là bắt đầu từ con này lên thì anh em xài công trình thì cũng có thể là cân nhắc xài được con 6009 đây rồi nha. Đó, giá của con này thì tốc của nó tối đa chỉ có 6900 vòng trên phút thôi. Và cái con 6009 này thì giá của nó là 690.000. Nhưng mà em còn số lượng một ít nên là em sẽ bán rẻ cho anh em luôn. Con này thì anh em nào lấy thì hỗ trợ cho anh em về giá là 630.000 nha. 630.000 cái thân máy mài 6009. Rồi, motor không than luôn ha. Con này nó vẫn có tính năng an toàn. Đó. Rồi tiếp tục là một cái con máy mài chân D21. Con này là con chân D ha. Em còn sót lại được hai con, một con vỏ đẹp và một con vỏ xấu. Đó, thì con này thì trước giờ bán cho anh em giá cũng cao ha, nhưng mà đợt rồi bên hãng nó chạy chương trình, giá nó về chỉ có 690.000 là có tặng kèm cái đế chuyển ha. Đó, con máy mài này thì có nhiều anh em xài và khen khá là nhiều ha. Máy chạy khá là êm. Đó. Rồi, con máy này thì như em nói, nó một con vỏ xấu và một con vỏ không có xấu. Thì con vỏ không xấu thì em vẫn bán giá là 690.000. Còn con vỏ mà xấu á, thì em tính cho anh em giá 590 thôi. Cái vỏ nó hơi nát tan chút xíu, cũng là ship đi rồi bị bơm hàng rồi gửi về á, nên là giá 590. Còn con mà vỏ đẹp thì là 690 nha. Còn hai con thôi. Con này là chân D, có tặng kèm cái đế chuyển cho anh em, cũng là motor không than, đường kính đĩa một tấc luôn nha. Rồi bây giờ thì sẽ qua những cái con máy của Detom ha. Thì đây là hai cái dòng máy nhỏ nhất của Detom, tức là hai dòng máy gọi là dòng thiết kế compact anh em. Con AG100CB ha, thì nó sẽ có mã AG100CB và 100CB01. Hai con này nó sẽ khác nhau ở chỗ công tắc, một con là công tắc trượt và một con công tắc điện tử. Thì có nhiều anh em hỏi là nên sử dụng cái con nào, thì cái này thì tùy vào sở thích và cách trải nghiệm của anh em. Chứ thực ra sử dụng con nào nó cũng được hết anh em, công tắc trượt rồi công tắc điện tử cũng được, anh em thích xài con nào cũng được ha. Đó, công tắc điện tử thì nhấn hai cái đó, nó buông ha, còn công tắc trượt thì anh em đẩy lên. Rồi con này tốc của nó lên tới 8500 vòng trên phút ha. Và cái con này thì giá của nó là, con này có 3 tốc, motor không than luôn. Và đặc biệt cái ưu điểm lớn nhất của con này đó là cái chỗ tay cầm này rất là gọn nhẹ nè anh em, gọn lắm, anh em cầm rất là chắc tay ha. Rồi giá của cái con mà AG100CB này á, thì anh em nào mà lấy thì em sẽ hỗ trợ cho anh em giá của nó là 850.000. Đó, nhưng mà cái con này thì em sẽ có combo giá tốt cho anh em, tức là anh em mua một cái thân, một pin và một sạc á. Đây, một thân, một pin, một sạc như thế này. Pin 3A với sạc thì giá của nó là 1.250.000. Đó, 1.250.000 thì anh em cứ tính đi, trừ cái này ra 500.000 thì tính ra cái con thân này chỉ còn đâu đó khoảng tầm 750.000 thôi. Đó. Nên là cái giá 850.000 là cái giá thân máy, nhưng mà anh em nào mà muốn mua cái thân máy riêng á thì anh em có thể liên hệ giùm em ha. Còn giá của hãng đang là 850.000, combo là 1.250.000. Còn anh em nào muốn lấy thêm một cái viên pin 3A nữa thì là giá của đó là 1.550.000 nha anh em. 1.550.000 combo một máy hai pin một sạc. Còn một máy một pin một sạc là 1.250.000. Hai con công tắc này giá nó đều như nhau. Đó, anh em muốn lấy con nào cũng được. Rồi, công tắc nhỏ gọn, motor không than. Rồi tiếp tục là ba cái con máy mài. À, hai cái con máy mài. Đó, con này là con AG, con 9006, con 9006 ha. Và con máy mài thứ hai là con AG100BT. Thì anh em lưu ý là con AG100BT này là công tắc của nó là công tắc bóp ha, và đây là con công tắc bóp duy nhất của Detom. Cái con này được cái là nó máy nó chạy khá là êm. Và con này con AG9006 Max ha. Thì con hai con này đang có chương trình khuyến mãi đó anh em. Khi anh em mua một cái thân máy này, thân máy 9006 hoặc là 100BT thì anh em sẽ được tặng kèm một cái sạc S40F như thế này nha. Rồi lưu ý giùm em á là cái chương trình này thì bên hãng hiện tại đã ngưng rồi ha. Nhưng mà em còn số lượng một ít nên là em bán cho anh em. Đó. Nên là nếu mà anh em nào mà không có nhu cầu lấy cái sạc này thì anh em cũng có thể liên hệ cho em sẽ mua lại cái sạc này ha. Thì ở đâu cái giá nó cũng sẽ tương đối một chút xíu thôi, chứ không thể nào mua lại cho anh em giá 300-400 ngàn được. Đó, anh em lưu ý giùm. Rồi, 990.000 tặng kèm một cái cục sạc S40F. Nó không lấy sạc S40F thì gọi điện. Rồi, con này cho anh em nghe tiếng máy chạy ha. Con công tắc bóp này chạy nó êm lắm nè.
thì nhưng mà cái tóc của nó thì theo thông tin của bên hãng chỉ có 7.500 vòng trên phút thôi. Em không biết tại sao tóc nó thấp vậy, nhưng mà nghe tiếng máy chạy thì nó khá là đã ha. Đó, và có một cái nữa là cái con mà chính con mà công tắc bóp này được một cái là anh em sử dụng là ví dụ như trường hợp anh em làm á, kiểu như là cái máy nó bị văng ra thì cái máy nó sẽ tự tắt ha. Ở đây nó không phải là nó có chức năng chống chống lật cổ tay, mà là cái tay của anh em bóp công tắc nè. Ví dụ như cái máy nó rơi ra khỏi tay anh em và cái cò này nó bung rồi, đó là cái lợi thế của công tắc bóp. Còn nó sẽ bung thì máy nó sẽ tự ngắt nha. Đó, gần như là cái công tắc sẽ anh em sẽ rất là ít khi gài cố định, trừ khi anh em làm gọi là thời gian lâu thì anh em mới gài cố định chốt cò như thế này. Còn đa số thì em thấy anh em sẽ làm là kiểu bóp như thế này. Nên là tính ra là cái con mà công tắc bóp này anh em xài thì tính ra là cái độ an toàn của nó vẫn khá là cao. Đó, nhưng mà theo thông số thì tóc của nó là 7.500 thì em nghĩ nó cũng không có ảnh hưởng gì lắm quá đâu nha anh em. Đó, quan trọng anh em nghe tiếng máy chạy nó đã là được. Tiếng máy chạy rất là đã nha. Và đặc biệt là cái gọi là cái tính năng giống như em nói, bung ra là cái cỏ thì tự nhả. Rồi còn cái con 9600 mắt này thì theo thông số con này thì tóc nó rất là cao và bật đạn là bật đạn NSK ha. Nhưng mà thực ra cái tiếng máy của con 9600 này á, là nó chạy sẽ anh em sẽ nghe tiếng nó không có êm bằng so với cái tiếng của con 100PT nha, con công tắc bóp á. Đó, con này tiếng nó vẫn khua ha. Anh em nghe nè. Tiếng máy nó vẫn khua hơn so với con 100PT. Cho anh em nghe lại tiếng máy của con 100PT này. Đó, con máy này thì anh em sẽ không có nghe tiếng máy khua. Đó, còn có con này nghe tiếng máy khua xíu chút xíu, nhưng mà cái này là nó không ảnh hưởng gì hết ha. Kể cả con này tiếng máy nó cũng rất là khua, nhưng mà anh em xài em bán, thực ra cái con 100PT này em bán cực kỳ nhiều luôn nha, cực kỳ nhiều, và anh em phản hồi đánh giá về nó rất là tốt ha. Đó, nên là anh em yên tâm, cái tiếng máy nó khua chút xíu nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Rồi, giá 990.000 tặng kèm cái sạc ha. Con này thì tóc nó tối đa là 9600, còn con này tóc tối đa của nó là 7.500. Rồi, tiếp tục là một cái con máy gọi là cao cấp nhất của trong dòng Desktop hiện tại nè. Con này là con 9600 Pro. Thì anh em lưu ý là có bữa giờ có nhiều anh em hỏi về cái chương trình khuyến mãi của con 9600 Pro này, thì hiện tại là gần như là không có chương trình nào cho có con 9600 Pro này hết nha anh em. Đó. Đó, nên là cái giá của nó thì nó cũng sẽ gọi là nó không có thay đổi nhiều. Cái con này giá của nó là 1.090.000 anh em, cái thân máy ha, 1090. Đó, thì anh em nào mua thì anh em có thể liên hệ ha, thì em sẽ coi gọi là bớt thêm em cái tiền cà phê thôi. Con này thì nó có đầy đủ tính năng an toàn. Đó, đụng ngắt ngắt này. Đó, rất là nhạy ha. Và phiên bản này thì là phiên bản nâng cấp của con 9600. Nó con này có anti kickback, giá là 1090 nha anh em, và không có chương trình khuyến mãi nha anh em lưu ý ha. Cho nhiều anh em hỏi là ô con 9600 Pro này nó đang có chương trình tặng cái sạc hoặc là tặng cái đèn gì đó thì có trừ ra hay không, thì em xin thưa là con này không có chương trình. Con mà có chương trình là con này 990.000, nó có chương trình tặng cái sạc. Rồi. Đó, giá con này 1090 nha anh em. Rồi, ngoài ra thì em có thêm con máy cắt rung. Đó, con này con cắt rung nè, cho những anh em nào mà cắt ở những góc nhỏ nhỏ nữa. Thì con này nó sẽ có đi kèm theo cho anh em là có lưỡi đi kèm theo đầy đủ ha. Nó có lưỡi cắt nhựa rồi cắt gỗ, có cái đế chà nhám rồi đó, lưỡi cắt gỗ rồi đế chà nhám với một cái lưỡi sủi ha. Thì con này là motor không than nha anh em. Thì cái con này giá của nó là 990.000 thì phải. Đó, hình như giá của hãng là 990.000. Đó, anh em có màu xanh và màu xám. Em còn số lượng một ít à. Anh em nào có nhu cầu lấy thì anh em có thể liên hệ ha. Rồi, đặc biệt là như em nói thì anh em nào mà có nhu cầu lấy kèm pin sạc ha, ví dụ như lấy combo pin 3A với sạc thì em đang có giá hỗ trợ rất là tốt. Một pin 3A với sạc là chỉ có 500.000, còn hai pin 3A với sạc chỉ có 850.000. Đó, còn anh em nào ví dụ muốn lấy thêm pin 4A hoặc là 5A hoặc là 6A, 7.5A gì đó thì anh em có thể liên hệ ha. Em cũng sẽ hỗ trợ cho anh em một cái mức gọi là set cho một cái combo giá thật là tốt nha. Rồi, lưu ý là trong những cái clip này thì em đều hỗ trợ cho anh em cái phần phí giao hàng ha. Rồi bên cạnh đó là những cái combo thì giá nó y chang vậy. Còn anh em nào mua thân máy hoặc là muốn trừ lại quà đó thì anh em có thể liên hệ giùm em. Rồi, anh em xem video, nếu mà có thắc mắc gì thì anh em cứ thể liên hệ giùm em qua cái số điện thoại ghim bên góc phải màn hình ha. À rồi, sẵn tiện luôn, có cái cục pin 6A8C như thế này. Thì có nhiều anh em hỏi là cái viên pin 6A8C này nó có xài được cho máy mài hay không. Thì anh em lưu ý là cái viên này vẫn xài được cho máy mài nha. Tại vì bên hãng thì họ đang ghép những cái combo với việc pin 6A8C này, thì phải đảm bảo được cái gọi là cái công việc thì bên hãng họ mới dám ghép vào. Thì
Theo như cái kiến thức mà em biết á, thì em nghĩ là khi mà viên pin nó đầy á thì anh em có thể là cắt hoặc là mài hoặc là tì đè gì đó thì chắc chắn nó sẽ không có ngắt đâu, tại vì pin này dung lượng rất là cao, tới 6A luôn. Nhưng mà với cái trường hợp ví dụ như pin nó về còn lại khoảng tầm 30% đi chẳng hạn, thì anh em cắt bình thường không tì đè thì nó sẽ không có ngắt, nhưng mà trường hợp mà anh em kiểu như là đè tì đè hoặc là anh em gọi là tải nó nặng quá thì có thể nó ngắt thôi ha. Nhưng mà khi mà viên pin nó đã sụp sụp áp rồi, nó xuống dung lượng ít á thì mới bị tình trạng giống vậy. Còn pin mà nó đầy thì vô tư nha anh em. Rồi giá của cái viên pin này thì nó cũng đang có combo rất là tốt, hình như combo 4 viên pin thì với lại một cái cục sạc, một cái dây nối dài ấy, thì giá nó là 2.640.000. Còn anh em mua cái combo mà 3 viên á thì giá của nó là 1.800.000 ha. Đó. Ủa, 3 viên là 1.2 viên chứ. 2 viên sẽ được tặng kèm một cái cây đèn. Đó thì giá của nó là 1.800.000 nha. Còn anh em nào muốn mua lẻ pin hoặc là pin với sạc gì đó thì anh em có thể liên hệ. Viên này vẫn đáp ứng cho máy mài được và giá nó rất là rẻ nè. Giá của hãng niêm yết là một cục pin và một cục sạc, hình như em nhớ không nhầm đâu đó là 850 thì 880 hay 850 gì đó. Nói chung là anh em nào muốn mua thì anh em cứ liên hệ cho em đi thì em sẽ báo cụ thể ha. Rồi, cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.